Nếu trẻ bị sâu răng sữa sớm mà không được điều trị sẽ ảnh hưởng đến chiều cao cũng như chỉ số IQ của trẻ. Cũng theo tiến sĩ Đoang Pol, trẻ em bị sâu răng sữa từ sớm đang báo động ở không chỉ các nước đang phát triển như Việt Nam mà còn trên toàn thế giới. Cụ thể, hiện nay ở Hoa Kỳ có 23% tỷ lệ trẻ em bị sâu nhiều răng, ở Anh có 28%, Nam Phi 57%, Ấn Độ 54%, Hồng Kông 51%, Trung Quốc 66% và Đông Nam Á cao nhất chiếm tỷ lệ 79%. Theo đó, riêng ở Việt Nam, theo nghiên cứu được đăng trên tạp chí quốc tế năm 2013, phản ánh tỷ lệ trẻ từ 5 tới 6 tuổi sâu nhiều răng chiếm 95%, số răng trung bình bị sâu là 6,3 trên trẻ. Mới đây nhất năm 2015, nghiên cứu tại hai thành phố Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh ở gần 600 trẻ độ tuổi từ 1 tới 6. Tỷ lệ trẻ sâu nhiều răng sớm là 74%, trong đó tỷ lệ trẻ bị đau răng chiếm 47%. Các nhà khoa học Na Uy đã chỉ ra rằng bộ răng có mối liên quan chặt chẽ tới khả năng ghi nhớ của bộ não con người. Khi nhổ răng sâu, một vùng trên não sẽ bị ảnh hưởng xấu và giảm độ nhạy cảm của các vùng khác. Sâu răng khiến các động mạch não bị thu hẹp, ảnh hưởng tới hoạt động của não. Các bệnh về răng điển hình là tình trạng sâu sún răng sữa quá sớm trước 6 tuổi sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ cũng như trí thông minh của trẻ. Tiến sĩ nhà khoa người Hồng Kông Duong Pol cũng đã kết luận trẻ bị sâu nhiều răng sớm không được điều trị sẽ ảnh hưởng đến chiều cao cũng như chỉ số IQ của trẻ. Khi tiến hành nghiên cứu 600 trẻ từ 1 tới 6 tuổi tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Theo bác sĩ Lê Thị Hải, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Việt Nam có 3 giai đoạn cơ thể tăng trưởng rất nhanh về chiều cao: thời kỳ bào thai, giai đoạn sơ sinh đến 3 tuổi, giai đoạn dậy thì trong đó 2 phần 3 giai đoạn nằm trong thời kỳ răng sữa từ khi mọc mầm răng sữa đầu tiên ở tuần thứ 8, thai kỳ cho đến trước 6 tuổi, nhất là giai đoạn sơ sinh đến 3 tuổi là giai đoạn quyết định đến 60% khả năng tăng trưởng chiều cao của trẻ. Nếu trong giai đoạn này trẻ bị sâu xuống răng sữa sớm và nhiều, trẻ khó khăn trong ăn uống, ngủ nghỉ và sinh hoạt dẫn tới tình trạng suy dinh dưỡng. Khi trẻ suy dinh dưỡng sẽ tác động xấu đến phát triển chiều cao của trẻ bởi yếu tố dinh dưỡng chiếm tỷ lệ cao nhất 32% quyết định việc phát triển chiều cao. Mặc dù đã vệ sinh răng rất kỹ, răng sữa của trẻ vẫn có thể bị sâu sún do một nguyên nhân mà mẹ chưa biết. Những ngày đầu tiên của răng sữa chính là lúc mầm răng được hình thành. Vào tuần thứ 6 đến tuần thứ 8 thai kỳ, mầm răng sữa của bé đã được hình thành ngay trong bụng mẹ. Nếu mầm răng phát triển tốt sẽ giúp răng bé chắc khỏe, về sau này sẽ khó bị sâu răng hơn. Các mẹ cần quan tâm đến chế độ ăn uống ngay từ khi biết mình có thai, thậm chí từ khi có ý định có thai. Nếu mẹ không đủ canxi và không bổ sung được canxi qua ăn uống thì khả năng thiếu hụt canxi sẽ nghiêm trọng và bệnh đầu tiên gặp phải là các bệnh răng miệng. Thiếu canxi trẻ sinh ra sẽ không có được lớp men răng tốt, chắc khỏe để ngăn chặn sâu xuống. Bên cạnh đó, các bệnh răng miệng của mẹ gặp phải khi mang thai như sâu răng, viêm lợi cũng gây ảnh hưởng xấu tới mầm răng của con, khiến mầm răng, men răng của con không có điều kiện tốt nhất để phát triển, làm tăng tình trạng sâu xuống sớm khi con ra đời. Có 3 nguyên nhân gây ra bệnh sâu răng ở trẻ em là vi khuẩn, đường trong thức ăn và thời gian. Vi khuẩn luôn tồn tại trong miệng, còn đường thường tồn tại từ 20 phút đến khoảng 1 giờ trong miệng sau khi ăn, tùy thuộc vào hình thức chế biến thức ăn. Vi khuẩn gây bệnh sâu răng tồn tại và bám trên bề mặt răng nhờ lớp mảng bám răng. Vi khuẩn sử dụng đường trong thức ăn và đồ uống để tạo và phát triển các mảng bám răng. Một nguyên nhân quan trọng nữa là do bản chất của răng, chất lượng men răng và ngà phụ thuộc vào hàm lượng các chất vô cơ, hữu cơ, trong đó đặc biệt là canxi. Ngoài ra có flo có tác dụng bảo vệ men răng rất tốt. Những trẻ có chất lượng men răng và ngà răng tốt sẽ ít có nguy cơ sâu răng hơn trẻ khác. Bên cạnh đó, quá trình ăn uống nếu không đủ canxi, kẽm cũng là nguyên nhân gây sâu răng quý vị và các bạn thân mến tới đây chúng tôi xin kết thúc mục thông tin sức khỏe của đài phát thanh truyền hình hương yên cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau